Chào tất cả quý anh em chú bác mình ha. Hôm nay là ngày 20 tháng 6. Em lên một video gồm 25 mã hàng thế này. Đó. Tất cả đều là hàng Nhật bãi, hàng Nhật, hàng đã qua sử dụng tuyển lựa hết nha quý anh em. Đó, hàng Nhật thì không thể tránh khỏi là hàng bị thay đổi hoặc là xây xát hoặc này này nọ anh em. Tùy do cái người trước họ nhu cầu sử dụng như thế nào nha. Nên anh em nào mà có cái nhu cầu cao quá thì anh em mình nên mua đặt hàng mới anh em chơi. Hạn chế chơi cái hàng bãi này ha, hoặc là anh em tìm hiểu kỹ trước khi mua để mình tránh cái những cái xích mích này nọ gì sao ha. Đó, về phí ship thì phí ship bên em là mặc định 30.000 trên một sản phẩm, hàng ship tận tay, kiểm tra thanh toán và trả tiền, không phải lo ngại về vấn đề gì hết nha anh em. Đó, khi anh em mua hai đơn trở lên hoặc là anh em chuyển khoản trước đều được bao ship hoàn toàn hết cho quý anh em mình. Đó, hàng thì em đóng trong nước, cẩn thận hết cho quý anh em mình, không lo ha. Về chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt đơn qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192015, em tên Nghiệp nha. Em không chốt đơn thì bình luận YouTube thì mong quý anh em thông cảm giúp giùm em. Rồi bây giờ em lên thẳng vấn đề luôn nha. Cái cần đầu tiên em gửi cho anh em mình cái cần xúc carbon nha. Anh thấy chưa? Tem này là tem nội địa Nhật chuẩn luôn rồi. Nội địa Nhật rạc luôn. 4m2. Gốc rất là nhỏ anh em, nhỏ gọn nha. Dài 4m2, hàng nội địa Nhật, cây nó còn khá là mới nè. Dài 4m2, 4 lóng nè, super carbon. Đó, cây này ngoại hình còn đẹp quá trời, bắt máy Fuji tem vàng. Cây này ngoại hình còn đẹp nha. Đó, khoen là khoen Fuji, tất cả đều khoen Fuji hết. Cây này là khoen nó không có lỗi nha anh em, khoen không có nứt gì hết nha. Đó, phôi nè. Cây này phôi còn ngon lành nha, phôi nhỏ gọn nhẹ, ngọn zin luôn nè, cứng tầm 25, cứng 25 và 4m2 nha quý anh em, cần đẹp nội địa Nhật luôn. Cân nặng của mình là 383g, ngọn là 21, 22, cây này mã số 1, giá 900, số 1 900 rồi. Tiếp tục lên cho anh em mình cần xích lõi nha anh em. Cây này xuất lõi, cây này hàng của Shimano nè, Shimano Holiday Spin nè. Cây này cứng 15 và 2m7 nha. Cây này hàng Shimano, chữ Shimano đúng tiêu rồi ta. Nó có chữ Shimano đâu đây nè. Và anh em chuyên sẽ biết nha, cây này hàng Shimano nha nè. Đó, hàng Korea, cây này Shimano, hàng Korea xuất Nhật, cứng 15, 2m7. Bắt máy Fuji, fan Fuji. Đó, cây này có xay sát nha nè, xay sát và cây này nó hơi phôi, nó hơi cũ nha. Đấy không? Nó có lớp xương bóng bên ngoài nó bị rọp nè, anh em nhìn kỹ nè nha. Phôi được còn rất là chất lượng nha anh em, không ảnh hưởng gì phôi, chỉ là nước sơn bên ngoài thôi, fan Fuji. Bên xăng. Đó. Rồi, cứng 15 2m7 nha anh em. Cây này cân nặng của mình 139g. Ngọn của mình là 1.8, cây này mã số 2, giá 500. Tiếp theo lên cho anh em một cần tay lóng dài nha. Đó, cái cần tay lóng dài, cây này rất là nhẹ nha anh em, hàng carbon. Đó, cái gốc mà có dính dơ luôn nè. Anh em về chưa có anh em rửa rồi giùm em, anh em mới dính dơ dính bụi nha. Dơ dính bụi rằn ri rồi. Cây này dài 3.6 nè, nhẹ lắm. Chắc cỡ 2.5 3h nha anh em, tem nội địa đây. Hàng carbon. Lóng dài 3.6 nha, rất là nhẹ. Ô, phôi trên còn 47 nè. Cây này là ngọn lông phụng. Ngọn lông phụng dài 3.6, ngày tầm 2.5 3h, rất là nhẹ, lông dài. Cân nặng của mình là chỉ có 74g thôi, ngọn 0.8. Cây này mã số 3, bán giá 600. Mã số 3 600. Tiếp tục lên cho anh em mình với cần 3 khúc nha anh em. 3 khúc 2.7 carbon xoắn này, thấy chưa? Hàng đai qua đầu đi Nhật nha. Cây này hình còn khá đẹp. Đó, 3 khúc bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn. Đây. Cây này hàng đai qua carbon gold nha. Đai qua carbon gold nữa, phôi này anh em khỏi phải chê rồi. Câu vô địch luôn. Cứng 80 và 2.4 nha. 3 khúc. 3 khúc 2.4. Khoen là khoen Fuji nha, khoen Fuji chân cao nè. 2m4 3 khúc rất là gọn nha anh em. Đó, anh em là 2m4 nè, rất là gọn nha, cứng cao, cứng 80 luôn. Hàng đai qua carbon gold luôn.
Ngoại hình đẹp, cân nặng là 239 g. Ngọn của mình là 1.8 ly, gần 2 ly. Cây này mã số 4 mình bán giá 800 nha. Số 4 800. Tiếp tục lên anh em mình cần rút mini. Đó, một cây này rút mini nha. Nè, cái cán bút màu xanh. Thu gọn 40 cm. Bắt máy Fuji nha anh em. Ngoại hình đẹp. Đó, khoen là khoen Fuji xám. Đây, thật con xoắn. Đây, cây này 2m1 nha. 2m1, cây này cứng tầm khoảng 20-30. Hàng made in Korea nha anh em. Sản xuất Korea và xuất Nhật nha. Phôi rất là đẹp, mới nè. Đó, cây này cứng tầm 20 và 2m1, rút mini nha anh em. Cân nặng của mình 131 g, ngọn là 2 ly, 1 ly 8, 2 ly, cây này mã số 5, giá 550 ngàn, mã số 5. Tiếp tục lên cho anh em này gần luôn nha. Luôn mấy ngàn cây này còn luôn cái bao xịn lắm. Cái bao là bao chống sốc luôn nha nè, chống sốc, chống và đập luôn, không tới mấy lớp lận. Đó, cây cần thì gần như là mới chưa sử dụng nè. Nên thôi, tất cả các cắn bằng đều còn bọc màng bòn co chưa bung nè, sống hay da luôn, thấy chưa. Bất máy Fuji tem vàng luôn, luôn mấy ngang 2 khúc nha anh em. Đây nè, anh em có thể thấy sắn là sắn carbon hay da nè, thấy chưa. Đó, khoen Fuji chân đen, khoen Fuji. Đây, nó size M nha anh em. Size M nó lua từ 3/16 đến 1/2 OZ nè. Nó tải cá từ 6 đến 14 là bao. Đó, hàng rất là đẹp, gần như là chưa sử dụng nha quý anh em ơi. Cái cần rất đẹp, giá thì nó rẻ bèo luôn. Bắt máy Fuji tem vàng mà giá bèo ghê. Cân nặng của mình là 115 g. Ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 6, em bán giá 700 nha. Sau giá 700 rồi, tiếp tục lên cho anh em còn sút nha nè. Một cái cần sút carbon, cây này hàng hệ của hãng Olympic nè. Form top level luôn nha. Technology gì nè. Nó cây này là carbon xoắn hay da xoắn gân, xoắn gân cơ bắp cuồn cuộn luôn. Đó, ví dụ cây này thì thích hợp cho quý anh em hoặc là chú bác lớn tuổi yêu cầu một cái cần súp độ cứng thì tương đối tầm 27-30 và nhẹ, hàng hay da phan xích thì cây này chuẩn luôn, giá thì rất là ok nè, giá hợp tình hợp lý luôn nha. Xoắn cơ bắp cuồn cuộn luôn á, mấy chú bác là lớn tuổi cầm thích, gốc nó không có lớn, gốc nó nhỏ nè, gốc nó nhỏ cần nhẹ nảy. Rồi xoắn hai da đẹp, hàng nội địa Nhật luôn nha. Cây này cái dòng này dòng mắc tiền của hãng Olympic, dài 4.25 luôn nè, thông số là chuẩn luôn á. 4.25, cứng tầm khoảng 27-30 nha nè. Đó, hàng Olympic cần cũng rất là mới, định vị khoen thì đủ hết. Cây này khoen xích luôn nè. Khoen xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khoen xích luôn nha. Luôn bu là tới 7 khoen nữa nha nè. Bu xích môi trời. Có định vị lóng nè. Đó, lóng có định vị nè. Xoắn gân cơ bắp hai da cuồn cuộn luôn. Cần nó thấy nó đẹp nhất nách. Rất là mới nè, định vị khoen này nha anh em. Đó, định vị khoen của nó. Đây nè, ngọn cũng định vị luôn nè. Đây định vị khoen nè, đó. Đây, định vị khoen. Thông số của nó 425, cứng tầm khoảng 27 đến 30 nha. Cân nặng của mình là có 296 g thôi. 425 296 g nha. Anh em muốn kiếm cần súp như vậy không có đâu, rất là khó. Ngọn 21. Cây này mã số 7 bán giá 2 triệu nha anh em. Đó, mã số 7 giá 2 triệu. Quý anh em khó tìm lắm. Anh em chơi hàng Nhật trước giờ anh em mua mấy cái cây mà thông số nhẹ mà như thế này nó rất là hiếm nha. Để em đo cái gốc bao nhiêu em báo luôn. Cái gốc của nó là chỉ có 23.2 thôi, 23.5 thôi. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái ISO nha anh em. Cái ISO hơi nhỏ, cây này hàng con Shimano nội địa Nhật nha. Nè, phôi xoắn nhít toàn thân. Đó, cây này thì chỉ có một cái điểm trừ là cái bắt máy giống gì nó nằm nguyên bản ở đây. Bắt máy nguyên bản nằm ở đây, nhưng mà người trước họ không thích câu bắt máy thấp, họ dời bắt máy lên trên này. Thì anh em về anh em không thích, em cắt chỉ này nè. Cắt chỉ này lấy mang bán anh em gắn lại đây ha. Hoặc là anh em hạ tay thì gỡ luôn. Đó, cây là đọt số 2 dài 6m3 nha anh em. Đọt số 2 luôn 6m3. Đó. Hay Power X, xoắn ít toàn thân. Fan là fan Fuji nha. Tất cả đều khoen Fuji hết. Đây, cái thân này nó dính nước nè, nó còn nước nè, chứ cây này mới lắm. Cái thân biết nước ở đâu mà nó dính nước trong đây nè. Đó, cái cây cần mới lắm nha nè. Cần rất là mới, phô sóng ít toàn thân, sóng gân luôn á.
Quý anh em chú bác nào thích sắn gân cây này về hạ tay quýnh thì khỏi phải nói rồi, khỏi phải bỏ 3 4 triệu 4 5 triệu mua một cây cần sắn ít làm chi. Mua cây ISO này giá 1 triệu rưỡi thôi, 6m3 luôn, về anh em hạ tay anh em câu tha hồ mà quýnh bạo lực tẹt ra luôn. Có ngọn zin phôi zin của nó luôn, tọt 26m3 nha anh em, giá 1 triệu rưỡi. Khỏi phải bỏ 3 4 triệu mua một cây cần chi cho nó mát lắm. Phôi nó chưa chắc thì không bằng phân nửa cây cần này nữa. Cân nặng mình là 312 g. Ngọn của mình là 1 ly 2 1 ly 4. Cây này mã số 8 em bán giá 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi mã số 8. Rồi tiếp tục lên cho anh em một cần tay lóng dài nha anh em. Đó, cây này hãng của Sustar nè, góc nó hơi bự hơn ta cái em tí, hãng Sustar nha. Cây này dài 9m, độ cứng nó tầm khoảng 5H Roadstar. Đó, 9m8 lóng nè, tem nội địa Nhật nha anh em. Cây này nguyên zin nguyên bản 100%, Sustar con xoắn nè, đầu lóng nè, đầu lóng đẹp nha anh em. Đây có cái lóng này nó này nó tróc nước sơ nha nè, nó không bị xước nha, dạng không biết sao nó bị nước sơ bên ngoài này nè, nó bị bong nhẹ mấy nước sơn chỗ này chứ không có xước nha. Đó, ngọn là đậu bu xe 360 luôn, phôi thì nói chung là mới chát, phôi mới chát mới tinh tươm luôn nè, nó vô tầm 5H dài 9m nha, thích hợp cho nên mình khảy cá rô, cá chê đồ, cá sặc rằng đó anh em mình đi rừng đồ câu sặc rằng, sặc cỗi đồ, cá chê, cá rô đồ ha, cũng cá xa bờ đó. Cây này nè, tầm giá này anh em câu ok luôn. Cân nặng của mình là 406g. Ngọn của nó là 1 ly rưỡi. Cây này mã số 9 em bán giá 1 triệu 8 nha anh em, giá 1 triệu 8 giá quá ok cho cái cần tay 9m luôn. Tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần cần nói chung những dòng cần này trước giờ đa số cần dây trong không, đợt này nó được mấy cây khoen nè, cây này cây cuối cùng nha, để anh em nào chốt được chốt em sell giá sập sàn luôn, anh em nào nhanh tay để chốt được thì chốt nha. Cây đa qua hoa lóc nè, hàng made in Taiwan, sản xuất từ nhà máy Taiwan xuất Nhật nha, cứng 50 và 3m9. Họ Misaki dòng ti nha, cứng 30 và 3m9 nè, bắt máy và Fuji Daiwa chính hãng đời cao, cán mút Eva đây qua đây. Họ cây này là khoen Fuji chân đen nha anh em, khoen Fuji chân đen, đầu bu xích, đầu bu xích chống sắn nha, tất cả khoen đều không có bị lỗi gì hết, không có lỗi chân khoen nha. Nó phôi cần còn rất là đẹp nè, đây phôi rất là đẹp nha, đây ngọn định vị luôn nè anh em thấy chưa, định vị độc quyền của ông Daiwa luôn nè, nó định vị ác quá, tất cả khoen định vị hết anh thấy chưa. Cân nặng của mình là 369g. Ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 10 em bán giá 1 triệu 4 rồi nha anh em, mã số 10 giá 1 triệu 4, anh em nào nhanh tay thì còn nha. Anh em lưu ý lúc trước cây trước cứng 80 là em bán giá tới 2 triệu 4 lẫn hai cây bán sạch rồi đó, cây này cứng 50 em bán giá 1 triệu 4, cho anh em nào nhanh tay á, chốt lẻ thì còn, chọn tay thì không còn, mình khác khỏi chốt trước. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình có cần đua rút nha anh em, một cái cần đua rút cán liền nè, cán mút Eva cao cấp luôn á, cán chắc lội, em bấm còn không lúng rồi nữa nha. Mấy cán thường thường anh em bấm là đúng con tay, còn cán mấy cán xịn anh em bấm nó dội ra đâu nè, nó dội vô con tay ra nè, liền rồi nè, thấy không? Đó, bắt máy Fuji, bắt máy bằng carbon nha anh em. Cây này hãng con ABE Special, hãng cũng khá nổi tiếng, made in Korea nha, sản xuất Korea và xuất Nhật. Siêu bát là chuyên quýnh cá vượt, cá chẽm đâu nè. Cây này dạng chuyên cho anh em lua gần đâu á, lua gần lua vào biển đâu đó, thì cây này hoặc là cây này về anh em rê bát đâu cũng được nè. Đặc biệt anh em nào mà thích cái trường phái mà lua cá lóc bằng dây rê bằng cái bát á, thì cây này là dài 3m6 là vừa chơi lắm nè ha, dài 3m6 nè, lua mồi từ 10 đến 30g này, nhái sống vô địch luôn nè, chuẩn luôn nè. Tải cá từ 8 đến 20 là bao nha, tải cá rất là lớn, max 10kg lần đó ha. Hãng ABE cái hãng này thì quá nổi tiếng của thằng Korea rồi, hàng của Nhật mà xuất xứ Korea nha. Đó, khoen này khoen Fuji nè, tất cả đều khoen Fuji không có lỗi lầm gì hết. Đó, phôi thì còn xay xét nhẹ nha nè, đây nè, sức lông mèo nha, đó, đó mặt này đẹp rồi, đó, nó xay xét nhẹ lông mèo cho đó, bóng cái này cũng vậy nè, nó cũng xay xét cho lông mèo nè, sức lông mèo nhỏ nhỏ nè, nó dưới thì đẹp, ngọn zin của nó, đây, nó, rồi xong số chi tiết của mình, cây này cân nặng của nó là 298g, 298g, ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số
mã số 11 em bán giá 1 triệu rồi nha anh em, mã số 11 giá 1 triệu rất là ngon lành luôn. Phôi cái này anh em về đảm bảo anh em chơi không hối hận nha, giá 1 triệu 36. Tiếp tục lên cho anh em mình cái ISO khoang lớn nha, cái ISO khoang lớn hàng carbon đây, nó dưới góc cũng vậy, có xước lông mèo lâm nhâm nè, xước lông mèo lâm nhâm bắt máy Fuji đây đó, trên thân thì nó có trầy nữa nè, trầy xước lông mèo nè, thấy chưa, xước ngoài da lông mèo nè, đọt 4 và 4m5 nha. Thằng máy tên Cora, sản xuất Cora xuất Nhật. Cái cây này á, nói chung nếu anh em nào là muốn hạ cần tay quýnh bạo lực á, thì anh em lấy cây này về hạ cần tay rất là ngon nha. Hoặc là anh em có thể nhấp dịch đồ, những trường hợp anh em lấy phôi anh em về anh em nhấp dịch đồ đó. Đó, còn nguyên bản của cây này thì anh em quýnh đài hoặc quýnh ISO gần biển đầu quýnh lăng xê đầu cây này nha. Nè, thân có xước nè, thấy không? Xước. Nè, xước nè, xước nè. Đó. Cái phôi nó xấu nha. Nè, ngoài da thôi. Anh em muốn đẹp thì về anh em chuốt ra anh em sơn lại, hoặc là anh em sơn phủ một lớp sơn khác lên nó đẹp lại. Đó, lên trên đây thì nó ngon lành lại nè. Nè, xước ngoài da cái này bong tróc nhiều nha. Bong tróc ngoài da, nước sơn ngoài da bong tróc khá nhiều, còn phôi thì không ảnh hưởng gì hết. Rồi, cây này cân nặng của mình là 325g. 325g, ngọn của cây này là 2 ly. Rồi cây này mã số 12 bán giá 600 nha, mã số 12 giá 600. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái cần cực phẩm nha anh em, cái cần hay chi cực phẩm. Bao này là cái bao cần Shimano luôn. Bao Shimano chính hãng của nó luôn nha. Cần là một cực phẩm luôn, cực phẩm gia nhân luôn, hay chi. Hai khúc. Mới rất mới luôn, sáng hít toàn thân nội địa Nhật luôn nha anh em. Bắt máy Fuji đời cao, cái cây đời cao luôn, 2m1 nè. Size S thì cây này nó cứng cỡ 50 nha anh em. Đó. Ồ, nó đẹp nhức nách luôn trời. Anh em thử nha. Bây giờ em khuyên anh em thử, anh em nào chuyên lua muốn mạo hiểm á, lấy cái này về quấn lua giùm em. Quấn thử rồi sắp khoan lại nha. Nếu anh em nào muốn chuyên lua đó, ngọn này ngọn tháp nhưng mà anh em quấn lua nó sướng lắm. Anh em sắp khoan lại, sắp khoan theo kiểu khoan của cần lua mình. Anh em lấy cái này, coi cái này anh em quấn cần lua thử. Rồi anh em sẽ biết. Sướng cực kỳ, đã cực kỳ luôn. Thử giùm em đi, anh em nào muốn mạo hiểm muốn thử thì chơi cái này, dẫn lấy bắt máy này luôn nha, bắt máy thấp vừa với cần lua nè. Chỉ cần sắp khoan lại thôi, sắp tư tự khoan lại ha, đánh thử rồi ngon lành cành đào luôn á. Thực nhất là cái ngọn này, cái ngọn tháp này nè, anh em vụt mồi nó đi bà cố luôn, giật cá thì thôi luôn, thân cứng cái ngọn dẻo nè, đóng cá tịch luôn anh em. Cây này rất là mới nha, cực kỳ mới luôn, đẹp nhất nách luôn, 2m1, cứng tầm khoảng 50 hay chi nha, đẹp cực kỳ luôn. Rồi, cây này cân nặng của mình 178g. Ngọn của mình là 1.5 ly, 1.4 ly. Cây này mã số 13, em bán giá 1.2 triệu nha anh em. 1.2 triệu. Cần hay chi, 2 khúc, 2m1, cứng tầm khoảng 50. Tiếp tục lên cho anh em một ISO nha, ISO nội địa Nhật. À, cây này quá trời đã luôn trời. Hôm trước cây kia 5m4 người ta mua rồi, còn cây này 4m8 nha. Em mới lục cây đường cây nè, anh em nhìn cái dòng rinh không? Đó, tất cả những cái mắt trúc này anh em nhìn nè, giả trúc nè, nó làm những cái đốt trúc nè ha. Đây, nó những cái dòng rinh ăn tiền không? Bắt máy nè, bắt máy đài hoa, đài cũ luôn. Cái phôi cây này về đảm bảo cho anh em mình câu rất buông thở luôn, biết nào hư luôn. Đài hoa carbon gold nữa này nha. 48H, cây này đọt có cả số 4 anh em, số 4 số 5 nha, cây này ISO. ISO biển nè. Tem nội địa nè, tem vàng nội địa nè, hồi xưa tem này còn hơn cả cái giấy bảo hành nữa đó. Đó. Rồi, riêng ở bộ khoan này không phải khoan điểu nha anh em. Khoan này bây giờ nó đời mới, nó không có dám làm cái khoan này đâu. Cái khoan này làm cái chi phí sản xuất nó không chịu nổi đâu. Tất cả bằng hợp kim, bằng kim loại không rỉ sét nha anh em. Nước mặn nó không ăn được nổi kim loại này nha. Hợp kim không rỉ sét. Tất cả các dòng sứ cũng vậy nè. Dòng sứ này anh em bao anh em khỏi sợ mẻ đá, khỏi sợ bể sứ gì hết nha anh em. Đó, bộ khoan này chất lượng, cực kỳ chất lượng luôn. Nó còn hơn bộ khoan xít nữa. Đặc biệt là anh em câu biển câu nước mặn đâu á, còn anh em câu nước ngọt thì bộ khoan này cũng vậy, nó giống như cần vậy. Anh em câu biết đời nào hư, trừ trường hợp anh em đạp lên anh em dậm lên thôi nó mới gãy thôi, còn nếu mà này về câu cá câu đời nào hư luôn, em đảm bảo cái phôi cây này cần còn rất là mới nè, ngọn zin to đùng nữa nè, ngọn nó phải tầm 2 ly 2 ly 2 luôn đó. 48 đọt tầm số 4 của ISO biển nha nè, số 4 số 5 luôn, rút ra nó cứng như cây vậy. Nặng 507g.
ngọn của nó 2 đi 1. Cây này mã số 14 bán giá 900 nha anh em. Mã số 14 giá 900.000. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cây cần lua 2 khúc này, cây còn bao nè, hôm nay cần lua đẹp quá ta. Nay cây nào có nét đẹp ghê luôn á. Nè, cán gỗ bằng nè, còn rất là mới nha, bắt máy Fuji nè, cần sắn gân cùng cuộn nè, thấy không? Sắn gân cơ bắp cùng cuộn luôn. Bassmaster BS180. Thông số đây. Nó lua từ 1/4 đến 3/8 UZ, nó tầm khoảng 21 g. Nó tải cá từ 8 đến 15 đầu bao, size M luôn nha anh em. Cây này size M và 1m8 này, hàng made in Korea nha, nhưng mà tem nội địa nè. Tem nội địa sản xuất cho máy Korea lưu thành nội địa Nhật nha. Đó, for the for sắn gân luôn. Cuộn cuộn cần thì đẹp, rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Fan là fan Fuji. Fan Fuji đá xám nha. Đó, sắn gân tới ngọn luôn. Máy đứng 2 khúc, 1m8 size M nha nè, khá vừa chơi cho anh em mình ha. Cân nặng của mình là 117 g. Ngọn của mình là 1 ly 6, 1 ly 8 chứ. Cây này mã số 15 bán giá 600.000 nha anh em. Mã số 15 lưu ý nha, 600.000 đồng bạc con. Cần chất hơn nước cất nữa, chất từng miếng luôn. Rồi tiếp tục lên cho anh em một cái cần. Còn anh em nào thích hàng độc lạ, hàng chất nước cất độc lạ rẻ mà VIP thì cây này nha. Cây này là cần lua dây trong 2 khúc. Cây này hàng của con Daiwa xịn sò luôn, anh em thấy bắt máy không? Máy nè, đắt mắt xa ra tiếng nha. Nghe miếng nhưng mà cây này quá rẻ. Dòng Daiwa Rocaster X nha nè. Daiwa Rocaster X, cây này phôi thì khỏi phải nói nhức nách rồi. Dài 1m8 nè, nó lua từ 1/8 đến 3/8 UZ nè. Nó tải cá 10 là bao nè. Hàng made in Taiwan, sản xuất Taiwan xuất Nhật nha. Mấy chỗ này nó dính dơ về anh em chùi giùm em. Nè. Đó, hoặc là anh em muốn chiên lua thì về lấy cái này, lên bộ khoang có dư bộ khoang gì đó. Nó lên bộ khoang lấy cái này lua thì tha hồ mà đánh. Thẳng tay mà nạo thôi nha. Giật cá thì cứ nạo thẳng tay, khỏi lo gì hết. Cần chất nước cắt luôn, cần lua rút, lua dây trong. Cân nặng của mình là 109 g. Cây này ngọn của mình là 2 ly 2. Đó, cây này mã số 16 em bán giá 400. Mã số 16 giá 400 nha anh em. Tiếp tục lên cho anh em mình có cần ISO dây trong. Đó, cái cần ISO dây trong là mới đẹp nè. Như em chia sẻ đó, những dòng cần dây trong á, là cái khoen của nó là dạng là xoắn ốc lò xo, nó xoắn lên tới ngọn luôn, tất cả các lóng đều có xoắn lò xo hết nha. Nên chi phí sản xuất những cái dòng cần dây trong này nó mắc lắm, không có cây nào mà rẻ hết á. Và em chia sẻ thêm cho anh em như vậy nha. Đây là ISO dây trong. Bắt máy Fuji đời mới nè. Đột 1 dài 5m3 nha anh em. Nó 5m3 đột 1. Cây này hàng made in Thái Lan, sản xuất tại Thái Lan xuất Nhật, nhà hàng Daiwa chính hãng. Inner Interline nè, khoen xích. Còn nắp chụp zin luôn, nắp chụp Daiwa chính hãng. Đây, phôi rất là mới nha, tất cả đầu lóng đều có chống nổ đầu cần hết nha anh em. Nè, tất cả lóng đều có chống nổ hết nè, anh thấy không? Chống nổ đầu cần. Đây, ngọn to đùng, ngọn cho cả 2 ly 6, 2 ly 8 gì đó, tất cả xoắn gân quan hết, khoen xích. Rồi, cây này cân nặng của mình là 200 g đúng luôn nha. 200 g. Cây này ngọn của mình là 2 ly 6 đúng rồi. Cây này mã số 17 em bán giá 1.1 triệu nha anh em. Mã số 17 giá 1.1 triệu. Cây này so với cần tay nó cả 4H nha anh em. 1.1 triệu. Tiếp tục lên cho anh em mình cũng là một cần dây trong. Cây này là dòng cần súp nha anh em. Súp dây trong. Cây này hàng Daiwa, hàng xịn, hàng hải của Daiwa nha, sản xuất tại Taiwan. Cứng là 27 và 4.2 nè. Hàng Daiwa chính hãng cứng 27 4.2 nha, dòng Power Cast. Đó, cái phôi là phôi xịn sò nha anh em. Dòng cần cũng vậy, dòng cần xịn nha. Cái chỗ này nó dính dơ nè, thấy chưa? Dính dơ với băng keo về anh em chùi giùm em nha. Cây này em chưa kịp chùi nè, hàng Daiwa. Cây này có chế độ zoom nữa nha anh em. 4.2 anh em để dưới đây chắc là 3.2. Muốn 4.2 thì dặn ra, rút chế độ zoom ra đây. Cây này em chưa lau chùi luôn nè. Nó có chế độ zoom chỗ này. Đang xích. Nó. Nói chung là phôi có xây sát nhẹ nha anh em, xây sát nhẹ kiểu này. Mấy cần dây trong như thế này, súp dây trong cái này thì cái phôi nó anh em khỏi phải nói rồi. Ủa, phôi nó dày khủng khiếp luôn. Nếu mà cây này á, thì nó so với cần súp của mình thì nó cỡ CX đấy nè, cứng hơn một size nha. Súp dây trong cứng hơn những cần cát một size. Cái 27 nhưng mà thực tế tầm 30 đấy nha anh em. 30 42 đấy. Cân nặng của mình là 450 g. Ngọn của mình là 1 2 3 3 ly rưỡi. Cây này mã số 18, 1.2 triệu, ghẻ bèo nhiều cho nên mình chơi luôn. Ai chốt nhanh thì nhanh, còn chúng tay thì hết. Tiếp tục lên cho anh em mình cần trolling nha nè. Trolling cắm gốc nha.
Cây này chú liên cấm gấp, nó còn cái tên cái tiếng Nhật của người trước sử dụng nên là đó, cán nhôm nha nè, đây cán nhôm cắm góc, đây khoan khoan xích, xem khoan xích luôn nha em, khoan xích chân quỳ chân biển nha. Nhưng mấy chân khoan này về anh em chịu khó anh em lấy với nhám anh em đánh lại là cái cần đẹp nhất nách luôn. Đây cần của mình nó dài nè, hàng hãng Alpha Techco nha, chuyên câu con cá cam nè, chuyên câu dòng cá này, bản Special Vision luôn nè, nó tải 12 là bao nha anh em, nó dài 2m4 nè, in da băng luôn nha, nội địa Nhật luôn nè, đó khoan xích nha, khoan xích biển đàng hoàng chứ mấy dân thường. Đó cây này là dạng dẻo nha nè, độ bu rồng rọc luôn nè, em biết rồi nha. Thì cây này nè nó dạng dẻo nha, nó cứng cho cỡ tầm 50 nha nè. Đây anh em không xích cho liên, cho liên, nhưng mà cho liên dạng dẻo nha, để anh em mình biết nha, nó cần mình như thế này. Cân nặng, tổng cân nặng luôn gốc là 653 gram luôn gốc nha. Cây này ngọn của mình là 1, 2, 3, 3 ly 1, 3 ly 2. Rồi cây này mã số 19, em bán giá 900.000. Giá chắc sắp xỉ bộ khoen thôi, em bán 900.000 nha. Hứng lên bán 900.000 anh em là nhanh tay thì còn, nhanh tay thì không còn nha. Còn cái cần trôi linh không bao giờ có giá rẻ, anh em lưu ý dùm em. Đó, và tiếp tục lên cho anh em mình cần dây trong hai khúc nha. Cây này còn hộp nè, nó còn bao cần trong đây luôn nha anh em, bao cần bao hộp cho nên hết. Còn đồ mới đi chút xíu em xem lại cây thông số nó trên hộp đây. Alpha King là hàng của Suzumi nha anh em, cứng 25 và 2m7 nè, thông số 2m7 hai khúc nè, thu gọn 139 cm nè, nặng 215 gram, ngọn 2 ly 2, góc 20.5. đó, còn chi tiết cần của mình rút ra. Ôi, cây gì nó thấy ghê vậy trời. Rồi cái cây này, ủa đẹp quá vậy, hai khúc 25, ủa cần đẹp quá vậy, tuổi mới chát luôn, một màu đỏ mận luôn. Ôi đây nội địa, ủa cần đẹp quá vậy, Alpha King 25 27, ủa mới sẵn hai da luôn rồi nè, sẵn hai da luôn nha anh em. Đó đây nó do sẵn hai da luôn nè, đẹp như nách luôn. Ôi còn như mới trời, đúng rồi, còn như mới sống hay da luôn. Rồi thông số đã báo rồi, cây này mã số 20, em bán lỡ rồi, em ghi giá 500, em bán 500 luôn nha anh em, 500.000 rồi nha anh em. Ừ, ai nhanh tay thì mua nha, mua cây này mua 500.000 chắc lỗ á. Lỡ rồi nha, bán 500 luôn nha, anh em nào có xem khuya thì có chốt thì chốt nha, mã số 20 giá 500. Anh em biết cái gì ra không nè, trong dẫn truyền dây của nó nè, phen xích nè, cái đầu này đầu xích gon nè, gớt này ra nè, đó dặn vô. Rồi tiếp tục lên cho anh em, mình cần lua nha nè, cây này lua, cây này hàng Daiko, cây này hàng VIP nha, lua Daiko liền một khúc nha nè, lua mấy ngang liền một khúc. Đó, cây này chưa có cái chỗ này cắn bằng cái này nó bị bể nha, anh em về chịu khó anh em làm lại cái đầu nút bằng cái này em, còn lại tất cả cần nguyên zin không lỗi lầm gì hết nha. Cây này cắm gốc đây, đó lua Daiko VIP, VIP luôn nha, khoan xích gòn luôn nha anh em. Nè hàng Daiko mắt in da băng luôn, nội địa Nhật luôn á, nó dài 1m8 nè, lua từ 1/4 đến 3/4 của Z, nó tải từ 8 đến 20 là bao, hàng Daiko. Đó dòng Daiko Luder nè, khoan này phải xích chân gòn nha anh em, đây khoan xích chân gòn đàng hoàng đấy nè. Đó, liền một khúc nha. Rồi cây này nó chỉ bị điểm trừ chỗ cái đầu nút dẫn trên thôi, em bán giá rẻ về cho anh em tự xử đó nha. Anh em lưu ý nha, cần Daiko là cần hãng hệ nha, nó không thua về hàng Gamma đâu, có thua của nó. Cân nặng của mình là 125 gram, ngọn của mình là 1 ly 6 1 ly 8. Cây này mã số 21, bán giá 800.000 nha anh em, 800.000 quá rẻ bèo nhèo luôn. Tiếp tục lên cho anh em mình cái ISO ngắn nha anh em. Đó hôm trước mấy bác đầu kêu kiếm những cái ISO ngắn như thế này nè, phần sót đường cây này nha, đây đó thì xác nhẹ cho này. Đây cây màu ánh tím rất đẹp nha, ánh tím sen rất là đẹp nha anh em, bắt máy Fuji, anh em mà thích nhẹ nhàng này cái này nha, nó thu gọn chắc 80 cm nha nè, thu gọn 80 cm, đọt số 2 và 2m7 nha, hàng hãng của Fuji. Cây này là hàng chính hãng của China nha anh em, nè chính hãng China và nó xuất từ thị trường Nhật nha, nên những hàng mà made in China nội địa của Trung Quốc á rất là tốt nha, hàng made in Trung Quốc thì rất là tốt, anh em không phải lo nha, made in China. Khoan là thằng Fuji, đây phôi còn rất là mới nha,
và mới chét luôn. Ngọn zin nguyên bản của nó hết, nói chung cần rất là mới nha anh em, đọt 2 và 2,7, cân nặng của mình là 103 g. Ngọn là 1 ly 2 1 ly 1 ly 2, cây này mã số 22, em bán giá 600.000, số 22 giá 600. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cần quá trời VIP nha. Cái cây này hai ngọn mà hiếm, thứ nhất là về độ cứng nó hiếm, cái thứ hai nó hai ngọn nữa nha. Cây này chắc kiếm cây thứ hai nó không có đâu. Thì đặc biệt anh em Nha Trang, Phú Yên, Khánh Hòa, anh em câu cá ngừ hoặc những dòng cá lớn rồi đó. Câu đáy, chẳng trolling máy điện này, cây này cũng được nha. Có chút cắm vào máy điện nè. Còn máy điện nói chung là cây này thuộc về dạng khủng khiếp đó, khủng bố đó. Câu dạng thứ dữ đó. Thì anh em quất cây này nha. Hai khúc Super Ginning gì nè, hàng Olympic. Bắt máy Fuji tem vàng như nè. Ở chỗ này á, là nó có quấn thêm một lớp chỉ gia cố nè, không phải là nó gãy, nó không có dập hết như anh em bao nêm luôn. Nếu mà chỗ này dập gãy là tặng quy cần, không tốn tiền nha. Cái chỗ này họ quấn để họ để lên những cái thành ghe, thành cầu đó, không bị trầy cần với nó người cấn cái cọc con nha anh em. Anh em đa số những cần biển mà là độ cứng cao nó hay làm gì đó, nên lưu ý nhiều ha. Cây này nè, cứng 400 nha anh em, cứng 400, 2m1, hai khúc, hai ngọn, cả hai ngọn đều như nhau luôn. Đó, hai ngọn to khủng khiếp nè, tất cả đều được phen cầu biển hết, phen cầu biển tới ngọn luôn nè, đúng không? Hai ngọn rất là khủng khiếp nha, cứng 400, 2m1, hai ngọn. Hơi bị hiếm hay bị chất luôn, cây này em giảm giá nè. Nên em giảm giá thì anh em nào mà đang cần, đang tìm thì thích hợp thì mua nha. Giá này em nghĩ là rất là rẻ luôn. Rất là rẻ cho với giá trị của cây cần này đó. Một ngọn của nó 1 2 3 4, 4 ly 8 gần 5 ly và một ngọn của nó là 6 ly. Rồi, cây này mã số 23, em giảm giá còn 2 triệu nha anh em, giá cũ là 2,2 triệu, em giảm xuống còn 2 triệu. Anh em nào đang cần thì chốt lẻ nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình một cái cần hai khúc phải xích lá nha, hai khúc 3 mét nha. Cũng là hơi bị hiếm rồi đấy. Nè anh em thấy không, cán là cán gỗ bằng. Nó có cái gì nè? Bonai Vanswet nè, khoen được phải xích lá nha anh em, cán gỗ bằng còn rất là đẹp nè, gỗ ráp nó này nè. Lúc này gỗ bằng lên đây là cái nút gì nè, gỗ sồi gỗ gì nè, lúc này ha. Bắt máy Fuji chính hãng nè, One West, nói chung cây này còn khá là đẹp, khoen là phải xích lá hết. Đây nè, anh em thấy dệt quy tiết qua văn không? Đẹp ghê luôn. Ngồi cái thời gian ngồi dệt những cái mắt cá này thôi, mất mẹ từng lễ rồi. Dân không chuyên dệt chứ từng lễ lắm. Đó, nhìn không? Nên cần mình rất là chất lượng nha nè, dài 3 mét nè. Cây này cứng có tầm 50 nha, cứng tầm 50, dài 3 mét, khoen xích lá, cần còn khá là đẹp. Hai khúc nha, nó có cả hai cái đai quấn đai qua chính hãng nữa nè. Đó, đồ bu chống sắn luôn nha anh em. Nè đó, nói chung cần rất đẹp, xích lá 3 mét nha. Cây này về quýnh lăng xê, cá tra, cá trê, cá chim rồi đó. Cây này rất là ngon, rất là ok nha anh em. Đặc biệt hai khúc 3 mét hơi bị hiếm nha. 3 mét với 3m3 rồi hơi bị hiếm. Cân nặng của mình là 393 g. 393, ngọn của mình là 2,5 ly. Rồi cây này mã số 24, em bán giá 1 triệu rồi nha anh em. Mã số 24 giá 1 triệu. 1 triệu thôi, không cao đâu. Anh em mua hàng bên em mà mua không được cũng hơi bị tiếc nha. Anh em với anh em hơi khó tính lắm mới không chọn được hàng bên em. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cần cũng vậy nè, quá trời đẹp nè, cái hàng Shimano chính hãng nha. Đây nè, tem vàng nội địa. Cây này anh em nào ví dụ có mua rồi thì mua thêm cho bộ sưu tập nha, hoặc là anh em nào chưa mua được thì nhanh tay nha. Hàng hai khúc Shimano. Tem nội địa nha, hàng nội địa Nhật, cây này còn khá là đẹp, hàng Shimano đây. Bắt mắt Fuji tem vàng sóng ít toàn thân nha, 2m7, cây này cứng cỡ 100, 120 gì đấy. Cây này mấy chỗ này nó dính dơ chùi ra hết nha nè, dính dơ dính keo thôi. Nói chung cây này là em đánh giá là rất là mới, cũng rất là đẹp. Cây này fan Fuji. Đó, cứng cao nha nè, cứng cỡ 100, 120, 27 hai khúc nha, sóng ít nội đi Nhật luôn. Anh em thì chưa mua được thì tranh thủ mua. Cân nặng là 354 g. Ngọn của mình là 2 ly. Rồi cây này mã số 25, giá 1,5 triệu nha nè. 25 giá 1,5 triệu tất cả những món hàng hôm nay. Thì quý anh em nào chưa đăng ký kênh, có xem thì đăng ký ủng hộ tiếp em. Còn anh em đã đăng ký rồi thì nhớ bấm chuông, bấm like, theo dõi để không bỏ lỡ những video sớm nhất của em nha. Thì em xin phép chào tất cả quý anh em mình. Chúc anh em mình thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nha. Đó, có dư giả đổ đầy bình xăng, dư tiền mua cần câu ủng hộ em nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.